khổ của mình ở đây cái kiếp này cõi này nó mình không có biết mấy kiếp trước mình là cái gì làm cái gì. Nhưng mà thí dụ như á, mai mốt mà mình chết rồi á, mà thí dụ như mình được lên á, thì mình có nhớ rằng cái kiếp này mình ở dưới này mình làm chuyện gì với nhớ mấy người mình quen với thí dụ giờ mình nói nếu thôi, nếu không à, nếu không sao thì phải tái sanh tất cả ngàn mấy lần vô quả địa cầu này. Bắt buộc là mình phải nhớ, mọi người chúng ta đều phải nhớ. Mình học cái gì hồi lớp 1 mình nhớ đúng không? Thì mình về trời mình nhớ, mình mới biết sợ cái cõi ta bà này, sợ cái trái đất này. Thì mình không có dám tái phạm ở trên đó. Bắt buộc là phải nhớ chứ. Mang thân người thì không nhớ rồi, vô trong bụng 9 tháng 10 ngày không nhớ. Nhưng mà cái logic là phải nhớ. Ai học là phải nhớ chứ. Nên đó là cái này mình có nói nhiều rồi mà. Là mọi người chúng ta ở đây là chị em nhau thì chúng ta sẽ gặp nhau, thương nhau trên trời nữa. Còn người cửu quyền của mình, người mà anh em gia đình của mình, họ không có hiểu thì họ đi cái con đường ác của họ thì mình sẽ không gặp họ đó. Mà đến lúc mà mình mà bỏ xác phàm mình thành ma đi hay là mình thành tiên đi, mình biết họ hồi kiếp trước là kẻ thù với mình thì lúc đó mình quải quá ê trời luôn. Rồi lúc mà bây giờ nghe nè sư phụ nè, là nửa người nửa thánh, biết cả hai cõi. Cái bà xã cũ sư phụ á là đó, gì ai cũng biết rồi đó, 513 câu khủng khiếp lắm, mà đến bây giờ mình biết. Vậy sao mình có thể mà hung bả gần mười mấy năm được? Mình ôm một, thí dụ như là mình không có thể nói nhiều chuyện cá nhân cho phụ người ta, cứ lên mạng. Cả con đi, con ôm một con chó sói mà con cứ hung, mà con cứ thèm thuồng hung, trong khi con chó sói nước giải của nó ra để gớm đúng không? Mà con còn lấy phê đúng không? Ông đó, nó là sự thật mà đúng không? Không, mình nói là vợ chồng á. Thì đa số mình nói đa số thì cái người phó ngẫu của mình á là một cái cốt con gì đầu thai mình đâu có biết được, nhưng mà khi mình là thành ma đó, ma có ngũ thông đứng là chia thành tiên là mình dư sức mình biết là quá quải luôn á. Thì lúc đó mình còn luyến tiếc không? Hết luyến tiếc. Nhưng mà lúc mà mình đang sống là mình lúc nào cũng trời ơi phụ xin giùm cho chồng con đi theo đạo thiên tâm đi, ổng ăn nhậu ổng quậy quá này nọ, mình đâu biết cốt của nó là con quậy thì nó là đầu thai nó thành quậy, cốt của nó là con sâu con trùm thì mình đâu biết được. Nó là vậy mà. Sư phụ, lúc đó gia đình con ngăn cản con, là ba mẹ con với em trai em con ngăn cản con đó. Nhưng mà kiểu như sau giờ khi mà con nghe lời sư phụ là mình cứ yên tâm mà cứ làm. Thì dạo gần đây là ba mẹ con hơi nấu cháy đồ cháy cho con ăn nữa. Khi mà thấy con tu tập á, ba mẹ con nấu đồ cháy cho con ăn. Có rất là nhiều người, nhất là người đàn ông á, họ rất là chướng ngại. Khi người vợ á quá khổ mới tìm đến núi Tiên Long Sơn, mới biết được Phật, biết được cha, biết mẹ, biết Thượng Đế, biết được Thiên Tâm, biết được Sư Phụ. Thì cái người vợ khi đi về á là thường á là biết đọc kinh thì sẽ thay đổi được cái hào quang của mình. Khi thay đổi cái hào quang của mình là mình từ đen đi thành xám, xám thành trắng. Thì cái hào quang của con trắng á thì tự nhiên cái người trong nhà cũng thấy phấn khởi theo, vui theo. Họ không cần biết con đúng con là đi theo ai làm gì, nhưng mà họ thấy con có tinh thần vui thì từ đó con mới độ được họ là vậy. Tại vì con là người đi ra đường, con gặp được núi Thiên Long Sơn, gặp được sư phụ, con mang những cái hay gì cho cái tinh thần của con. Nhưng mà người ở nhà họ nằm trong nhà, họ nghĩ là cái đáy giếng là bao la là vũ trụ của họ rồi. Con đã thoát khỏi cái đáy giếng thì con phải về con chứng minh là con là một người sống có hạnh phúc vui vẻ, thì tự nhiên những người xung quanh của mình người ta cũng sẽ từ từ độ, là độ bằng cách đó. Còn nếu mà đi theo mang dấu Thiên Tâm mà vẫn cà gù cà gật, vẫn còn bị stress, vẫn còn mặt u sầu, vẫn còn câu có thì thôi mấy con đừng đeo dấu Thiên Tâm chi cho cha mẹ bị buồn á nghe.
là tự nhiên mấy con không có đọc kinh thì dĩ nhiên là phải có cái đó. Cho nên mình không làm linh thì không gì hết. Thí dụ con là bình thường thì con không có mặc đồ cảnh sát. Khi con mang súng mặc đồ cảnh sát là con phải làm giống như người cảnh sát, phải nghiêm trang, phải công là phải ra đường, phải làm nhiệm vụ. Thì thiên tâm cũng y như vậy thôi. Muốn về trời không phải là nghe gặp sư phụ là về trời được đâu à. Gia đình phải hạnh phúc á. À, hai đứa hạnh phúc kìa. Nhỏ này á, nó làm gì mà nó giận chồng nó, cho phụ phải suối nó, con phải cạy cửa con vô phòng nó. Rồi rồi. Có không? Tuyên bố luôn đi. Có. Là lớn lên chưa nghe. Dạ, rồi nghe. Nhỏ này giờ anh không nghe là ai, nghe là cho phụ thôi. Miễn cho con hạnh phúc là được rồi. Có hạnh phúc là cả người, mọi người vui. Thế giới vui. Chứ không phải như theo mấy ông thầy buông hết nha con, cắt ái ly thân nha, nghe cái câu á thì chết luôn á, phải không? Cắt ái nghĩa là gì? Ly dị vợ á, làm kiểu vậy đó, cắt ái mà ly thân tức là xa lánh những người thân á, không phải mình. Bữa nay mình 16 tháng 3 mình làm cái buổi trên núi này. Không có dự tính trước là vậy nè. Mà bữa nay mình cũng vậy là cũng là cái phước con thấy không? À, con là người của con biết đó, mình cũng đâu có biết vậy đâu. Thì hôm nay mình làm tại chỗ này cũng đẹp nè, cũng có hình ảnh, cũng lưu niệm cho ngàn đời sau hôm nay. Hy vọng năm sau á chúng ta làm lễ 16 tháng 3 cũng là núi. Nhưng mà thêm núi nữa. Đó là đỉnh núi Cấm. Tại cái đạo Thiên Tâm là của núi Cấm chứ không phải là Thiên Long Sơn đâu quý vị. Tại vì trên bề trên nói Thiên Long Sơn là một cái khởi nguồn thôi của Thiên Tâm, nhưng mà Thiên Tâm thật sự là của núi Cấm, năm non bảy núi của Đức Thầy. Của Đức Thầy. Cho nên hy vọng năm sau á mình họp mặt ở núi Cấm. Nhà con á là núi Cấm á, sư phụ. Nhà Mỹ này sao? Dạ. Còn Mỹ này? Nhà Mỹ hả? Nhà là nhà ba má hả? Con đúng không? Dạ không, nhà má con á gần núi Cấm. Nhưng mà lúc đó rồi á, khi mà nước Việt mà thay đổi thể chế, thay đổi cái cách sống thì mọi người nhà đều có cơm no áo ấm, trường học hay là nhà thương đồ, bác sĩ đồ bình thường trở lại hết, không giống như bây giờ là ở trên cơ vận đưa nước Việt đến mức khổ cùng cực. Khi khổ cùng cực á, tất cả vì dân, hôm nay cũng là do dân chỉ ngón tay thì chưa đến khổ lắm. Khi đến khổ mọi chuyện nó sẽ mấy con nó thay đổi màu nhiệm, thì nước Việt nó không có giống như hôm nay. Chúng ta gom về bển hết, sắp chịu về bển. Còn cái nước Mỹ này á, là lúc đó nó sẽ là phụ, nó cũng giống như vacation house của mình. Thiên Long Sơn sau này mình cũng trở về đây, nhưng mà nó cũng là một cái vacation. Nhưng mà lúc đó mình sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn hay là ở những cái quê hương của mình, tại đất nước đang phát triển á. Còn chỉ cần mở tiệm nail ngay đường Nguyễn Huệ thôi, nó còn đắt hơn là tiệm nail ở khu ngay phi trường Sông Hăng nữa. Công nhận không? Tại người Việt mình nhiều, vỗ móng tay. Còn đây đâu có nhiều, Mỹ rồi nó ít. Còn Việt Nam mình điểu lắm. Cho nên cỡ nào cũng giàu hết. À, vô nước Việt làm ăn, ngành nghề gì cũng khá. Lúc đó có bao nhiêu những nhân tài quy tụ về nước Việt nữa, khắp thế giới nữa. Cười, Ngọc Anh cười. Ông anh đang nghĩ không biết lúc đó con còn sống không hả? Dư sức, con về Việt Nam năm nào? Đi 73 luôn. Hay là Phật, sao đi được hay vậy ta? 73 ai cho con qua Mỹ vậy? Lấy chồng. Wow. Mấy chục năm luôn hả? Con quan hô hai ba. Trời ơi, đi năm 73 không có con. Không sao.
Okay. Ignore. Đang like. Lúc năm 75 có cảm giác gì? Khóc quá. Cảm giác mất nước. Không, lúc mà 30 tháng 4 á, 75 á. Lúc đó con ngồi ở đây có tivi, con thấy Sài Gòn hỗn loạn. Bên Sài Gòn lúc đó mọi người chạy tới chạy lui. Rồi coi hết mấy cái ngày đó rồi người ta ra ngoài. Bà đi xứ Mỹ. Rồi con ngồi ở đây là con nhìn hết các cảnh tượng ở Sài Gòn lúc đó. Con có buồn không? Rất là buồn. Con coi như là mất luôn, chẳng quay luôn rồi. Không có trở về luôn phải không? Không có trở về nữa. Từ bữa giờ có trở về không? Dạ có, về thăm bà dì. Ồ. Đi năm 73 tới giờ lưu vong. Qua bên đó anh dớt con qua đây. Nghĩa là con thuộc dạng mà ở trên á, Thượng Đế cha với Đức Thầy á, gửi con đi trước. Tức là con chim này là chim gì không phải không, chim đầu đàn rồi đó. Vỗ tay, chim đầu đàn ở năm 73. Đó là tới năm 75, rồi tới 79, 80 đi bán chính thức. Rồi đủ kiểu đi hết. Con đi đón tình nhân qua Texas. Còn có đón hả? Dạ, lúc đó con đi một số sinh viên, có đâu có 12 sinh viên Việt Nam thôi. Đó, một tình nhân, mấy cái nhà thờ họ bảo trợ. Rồi con đưa họ đi xin gió, xin nhà ở, xin phương, xin nghiệp mới qua. Rồi con qua bên Mã Lai với Singapore đi mấy cái trại tị nạn để dạy tiếng Anh cho người. Con có đi à? Dạ. Hay á. Con có qua Thái Lan không? Dạ không. Tại sao thì hỏi nếu mà lúc đó còn khoảng năm mấy 80 á, thì phụ ở chạy tị nạn xong la mà con mà vô là thì phụ vô mặt hiểu đó khổ quá không có thằng nhân cho kiếm cái kẹo không có, kiếm người mà gửi cho mình ở Mỹ mà gửi mình $1 không có, không có người gửi tiền. Có những người người ta đi trước 77, 78, 75 có bà con người ta gửi tiền, còn này là dù đi không có ai gửi. Đó là toàn là sinh viên không là bên đây không quá trời. Nhưng mà bây giờ mình trong một đời của con đã chứng kiến hết thì sau này con cũng nên làm một cái cuốn sách để viết về tất cả những gì con biết được và hiểu được cái nước Việt là giống như nước Do Thái bị lưu lạc khắp năm châu để mà lãnh cái sứ mạng của Thượng Đế, để mà loan truyền cái đạo thiên tâm, để sau này cho năm châu bốn bể nó kính phục mình. Hiện bây giờ nước Việt mình không ai kính phục nha con, mình đi tới đâu ai cũng khinh bỉ, bên Nhật Nhật cũng khinh. Sau này nó có cái bác Âu nhé, một kiến ở trong tù đó sư phụ, mình con cũng có dịch ra tiếng Anh nữa, rồi đây con hiểu cái đời sống ở trong cải tạo. Trong tương lai á, nước Việt là nước có Phật Thánh Tiên Hạ Phàm, thì sau này nhân loại á, không có giống như nhân loại ngày hôm nay, người ta hiền lành và người ta thông minh hơn, thì từ đó người ta trân trọng tâm linh. Nước Việt mình có đại phước, chư phụ tái sanh ra, cha mẹ thương nước Việt cho cái đạo ra, thì con nghĩ tưởng tượng tương lai á, nước Việt sau này được cả thế giới sẽ thương, sẽ gia hộ. Đó là lý do Do Thái tại sao nó nói cái là Mỹ nghe lời, là vì Chúa Xu sanh ở bên Do Thái. Ít nhiều trong lòng mỗi một người trong quốc hội á, họ cũng nể. Thì đó là tại sao trong kinh Sám Đức Thầy nói là sau này là có câu gì đó cao độ mọi người sẽ tức là trong cái bài mà Thế Chiến Nghĩa Dự Tâm thì đọc cái bài đó thì có những câu nhớ là nước về chầu vậy đó, chầu nước Việt đó, tức là coi kẻ ở ngoài thì mong muốn về người trong tăng lữ á, đúng không? Trở về nước Việt là xin về miền quan ta, đó là của thầy nói này, trong tương lai đi trên miền cũng sẽ về, sư phụ nói vậy đó. Câu nói làm sao? Tức là thầy cũng cho chúng tôi biết
là tất cả những người xuất ngoại sau này sẽ về, có cơ hội sẽ về. Người trong tăng lữ cũng là ước ao, kể cả người tu còn lại Việt Nam cũng ước ao tụi này trở về nữa. Như vậy là cái câu của sư phụ nói cho biết là khi miền về tổ thì cái thầy đã nói trước vậy đó. Mà lúc đó chưa có chim nào có cánh mà chứ dạ, 75 mà làm gì sắm cơ nó. Dạ, chưa có, vì thầy lúc đó làm một cái đội quân kháng chiến chống Pháp. Lúc đó năm nào? Dạ năm 1950 khoảng 39, 42 39 rồi. Mà lúc đó chưa có ai đi ra hải ngoại đúng chưa, không? Nhưng mà thầy nói chưa vượt biên mà Đức Thầy nói trước đúng không? Dạ. Lúc đó làm gì có ai biết nhà, trong tăng lữ cũng là ước ao à. Chừng nào sức mạnh có thừa diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân. Tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay là những nhân vật quan trọng chứng kiến những cái chuyện mà thay đổi cực kỳ quan trọng trong lịch sử nhân loại trong hàng chục nghìn năm nay. Thì chúng ta phải rất là phải là vui và hãnh diện mình qua được Covid, qua được bao nhiêu cái khổ. Hôm nay chúng ta đang đi vào một cái đoạn đường hầm cuối gọi là kinh tế. Kinh tế nó sẽ suy sụp. Khi mà đại suy sụp rồi, đại tận cùng của cái đáy biển rồi, nghèo khổ rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ trồi lên thành một cái quả địa cầu cực kỳ thịnh vượng. Nó sẽ có cái đó. Nếu chúng ta phải thương nhau hết mấy trăm nước trên quốc gia, không còn hận thù như hôm nay giữa thể chế vô thần và thể chế thần, tức là In God We Trust, giống như là đặt tay trong cuốn kinh vậy, ông tổng thống Mỹ nào cũng phải thờ đúng không? Thì đó là hai thể chế mà đưa xuống quả địa cầu này làm cho nhân loại điêu đứng. Thì sau này nếu mà chỉ có một mình cha là cả Liên Nga Xô hay là cả Việt Nam hay Trung Cộng đều là tin tưởng có tâm linh, có cha, có Phật, thì thế giới này rất là hòa bình đó. Bao nhiêu tiền của mà mỗi một năm đổ vô là chế tạo vũ khí để giết nhau thay gì đó, như vậy nó chế ra những cái gì cực kỳ là giúp nhân loại, có phải là tốt quá không? Thì cái đạo Thiên Tâm ra đời do người Việt và sau này sẽ trở về nước Việt và sau này sẽ có cái bản giống giống gì nữa trên núi Cấm, thì từ đó thế giới mới biết là có một cái đạo mới mà chung dung giữa Phật giáo, giữa Công giáo, và cũng cùng một người lập đạo 2000 năm về trước trở lại lập một cái đạo mới lên lớp, thì lúc đó họ sẽ nghe. Thì họ có cấm giận hay là có làm khó kiểu nào nữa đó, họ cũng không có dám cấm giận, không có làm khó. Họ cũng muốn khi dễ người Việt mình đi qua bên Nhật ăn cắp đồ hay là qua bên Âu Châu buôn bán lậu, buôn cái gì làm tầm bậy tầm bạ bên đó mất tiếng. Sau này người Việt mình cũng phải hãnh diện có cái đạo này của nước Việt. Nếu mà ai mà có trí tuệ mà suy ngẫm những chuyện về sau đi. Còn bây giờ nước Việt đang ở trong lúc cái thời kỳ xã nghiệp, cho nên nó là giống như rất là hỗn loạn, không có ai nghe ai. Lớn dân thì không tin chính quyền, chính quyền không tin đảng, đảng không tin lãnh đạo. Ai mạnh ở vùng nào thì tự sống vùng đó. Hôm nay phe nào mạnh thì ăn hiếp phe kia, tại chỉ có phe mới có tiền, còn dân giờ hết tiền rồi, cho nên phe đấu nhau không. Cái hồi xưa thì dân dân nhìn đi, bây giờ bởi vì mới nói là ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, Phật từ bi, Phật không có tạo nghiệp, Phật không có diệt. Rồi sau đó là Đức Thầy xuất hiện, là Đức Thầy là Phật xong. Đức Thầy lập lại cái màn mới, đó là hội Anh Tài, hội Long Hòa đó. Tất cả những đứa trẻ trẻ ngồi đây nè, sau này sẽ có dự hội Long Hòa hết. Long
Quang Hô tuổi trẻ luôn. Tuổi trẻ con họ Thiên kìa. Tuổi trẻ họ Thiên á. Hiểu. Ừ. Ừ. Nhà cao đồ dịch chừng để cho đỡ mỏi tay á. Cao đồ dịch tiếng mày đỡ không hết rồi. Đặt cái tay. Nào chúc tối Ngọc Anh sẽ dịch lại. Vâng, còn tóc nhiều và chồng con không có tóc đưa nó cái nó tội nghiệp nó không chịu còn nóng nó không ta đem nóng ra đây hết chưa đưa sao biết không chịu dạ cho nó mát không em không tại trời nắng này mình ngồi phơi cho nó phơi thì tốt bớt xỉn không ấm khỏi bớt xỉn. Dạ thưa sư phụ. Dạ thưa sư phụ con. Bữa ổng con nghe con coi cái clip 164 bắt họ hả? Thấy bắt họ không? Không phải. Cái bắt hỏi chứ khi mà ngồi thiền á mà làm sao cho tĩnh tâm. Thì nghe sư phụ nói là khi mà ngồi thiền mình muốn cho tịnh tâm á, thì mình lấy tiền mà có chữ khổ á, thì để ngay trước mặt cái quán chiếu á, thì mình sẽ hết khổ. Cái bữa mà làm cái bữa Tết, cái ở đây cái bữa Tết mà làm lễ ở dưới nhà vàng á, cái xong rồi cái con về cái đêm đó thì con nghe nói như vậy á, thì con cũng bắt chước làm theo. Cái con cũng ngồi thiền, con cũng bắt hết vậy nè. Thì con cũng để tiền, rồi con cũng thờ cha, thờ mẹ ở nhà. Rồi con cũng để tiền ở dưới vậy nè, rồi con cũng ngồi y chang như vậy. Lấy thêm một cái ghế để đây con. Rồi mày. Con cũng nhắm mắt. Ghế sao? Trong đó rồi con. Sao con thấy nguyên cái bàn tay trên tiền á sư phụ? Thấy cái gì? Con thấy nguyên bàn tay á. Sao? Bàn tay á, con thì bắt ấn, mà con thấy tiền á con đẩy như vậy mà bàn tay á trên tiền con không biết sao. Mấy mình nói chuyện vui vui đây con, mấy chuyện này cho phụ thách break nữa. Đó nha, cứ tay như trong linh nằm mơ. Mình nói chuyện general. À mấy này đỡ. Mấy này đỡ phát được. Đó là gặp sư phụ kể lễ mơ với mộng. Mẹ tay con thì đang bắt ấn mà thấy bàn tay trên tiền luôn. Đây hồ nghĩ là mấy cái để nói để nó lưu niệm cái ngày nay cho những cái thế hệ sau. Còn mấy con cứ hỏi cái bộ mất ý hết trơn.